0398. Thảo ơi, em xin kèo điều khiển điều hòa với. Bí lắm anh. Thôi anh ơi, không cần điều hòa đâu, để em mở cửa. Đây. Thì thấy cái gì sao ấy?
Ai vào uy tín 168. Buồn rồi đấy. Chị ơi, không biết sáng nay ai ngồi mé này mà. Trang ơi, dạ. Sáng nay ai ngồi máy chị đấy? Sáng nay á? Ừ. Chị Lan Anh ạ. Ừ. Không, chị hỏi ơi. Cả điều khiển thank you.
Thảo ơi, có tai nghe không? Không tai nghe không? Có tai nghe lên này. Hả? Không tai nghe phải cơ Bluetooth của chị cơ. Ba không? Xem trong ba lô rồi. Chỉ có trong ba lô ăn. Thế trong túi hôm nay từ sao có chỉ trong ba lô ăn không?
Ừ. Hết nữa còn cái nịt nữa. Không. Thảo ơi, lùi 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 lùi.
Ôi chết rồi. Thảo chơi nick nào đấy? Hả? Đó ra rồi. Bắt nhầm rồi, nhầm rồi. Thảo ơi. Khó thế. Alo ạ? Em ở tầm 4-5 người ạ. Không 6 triệu. Thế 6 triệu có giá điện nước thế nào? Chị có ảnh phóng cho em xin xem.
À vâng vâng Thế tầm 5 năm vương dương văn bé đúng không ạ? À rồi em cũng đang ở đợi. Thế là tầm chiều 5 giờ em làm sao em qua chỗ chị? Đó, vâng vâng à chị vâng chị cho em xin cái địa chỉ với số điện thoại ra nhé. Vâng chết rồi. Thảo ơi, về về về. Vãi. Bọn này bị ảo giá sao?
chết rồi. Nó đang hồi sinh kìa. Ô, nó đang hồi sinh kìa. Thảo ơi, hết rồi.
nó đang hồi sinh được.
Thank you.
anh đồng ý rồi mà.
Ôi bè 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 bè. Nó bỏ về.
Nó. Nó à? Ừ. Đúng gì nhé, chiến chứ. À, chiến à? Rồi. Ôi về được không? Ôi vãi cả đuổi ạ. Ôi lên đi, ai lên chưa? Ôi, anh đã chết ở trên chua.
gì anh? Em cuốn không anh? Em cuốn không? Thank you.
Rau, có không?
Vì tối nay nó em đi liên hoan ạ. Lớp em 3 năm mới đi một lần mà anh. Lớp em 3 năm mới đi một lần. Thì từ năm nhất đến giờ dịch sau này lớp em chưa đi lần nào nữa. Lớp là con gái. Vâng, full gái của anh.